đây chính là giải pháp cải tạo tường cho ngôi nhà cũ vừa nhanh vừa đẹp mà lại vô cùng tiết kiệm mà ai muốn làm đẹp không gian sống không nên bỏ qua đâu nha mời các anh chị cùng kim hoa theo dõi chi tiết qua video sau để xem quá trình cải tạo nhà cũng như là kết quả sẽ trở nên như thế nào nhé công trình ngày hôm nay là cải tạo nhà phố ở à đây là căn nhà cũ của gia đình đã ở một thời gian rồi gồm một tầng trệt và một gác bây giờ mình sửa lại À, xây cao thêm khoảng 2 mét để thành tầng riêng cao ráo luôn Như các anh chị có thể thấy là nửa trên chỉ tô xi măng Chứ không có sơn nước hay là ốp gạch gì hết Còn nửa dưới là đã có sơn nước rồi Để cho tường nhà đẹp mắt cũng như là có sự đồng bộ Thì anh chủ nhà đã chọn sử dụng tấm nhựa ốp tường vân vải màu trắng ngà Tuy á, là tường một màu nhưng mà nhờ vào việc kết hợp giữa tấm ốp nano dạng phẳng nè Và tấm ốp lam sóng nên nhìn không gian vẫn rất là có điểm nhấn luôn video ngày hôm nay á, thì kim hoa chỉ quay ở trên lầu thôi ở dưới tầng trệt á, thì bữa giờ kim hoa cũng làm nhiều video lắm rồi anh chị có thể xem thêm trên kênh của Cosmos Việt Nam. Với tình trạng tường như thế này, khô ráo, sạch sẽ và không có bị bong tróc, anh chị hoàn toàn có thể ốp trực tiếp tấm ốp vào mà không cần gia cố thêm xương hay là thanh đà trước, cho nên rất là tiết kiệm thời gian và công sức luôn nha. Anh chủ nhà kể với Kim Hoa là lúc đầu cũng phân vân giữa sơn nước và tấm ốp dữ lắm. Sơn nước thì cũng nhanh, đơn giản, giá thành thì cũng rẻ hơn so với tấm ốp. Nhưng mà sau đó nghĩ kỹ lại, sửa cái nhà không có dễ dàng gì, lần làm lần khó, nên thôi ráng đầu tư thì con tấm ốp luôn cho nó đẹp vừa làm cái nhà mình nó đẹp đi làm có vất vả trở về mình nhìn cái nhà thế này thì thấy công sức mình nó xứng đáng anh chị ha chưa kể là ốp tấm ốp này thì cũng rất là sạch sẽ luôn ít bám bẩn cũng không lo các vấn đề ẩm mốc nè mối mọt cho nên nhìn không gian sẽ luôn sạch đẹp đỡ tốn công vệ sinh dọn dẹp nhiều luôn thì căn nhà này cũng đang bước vào những bước cuối của quá trình hoàn thiện và chuẩn bị bàn giao rồi mấy anh thợ nhận ốp toàn bộ căn nhà bao gồm hai phần trần và toàn bộ tường của tầng trệt và tầng trên này chỉ trong vòng 2 đến 3 ngày thôi rất là nhanh luôn. Cho nên là anh chị nào muốn cải tạo nhà mà sợ tốn nhiều thời gian ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình thì có thể chọn phương án này nha. À, Kim Hoa cũng nói thêm là công trình này do anh chủ nhà xây thêm tường để nâng phần trần lên mới phải dời đồ nội thất ra bên ngoài. Chứ nếu mà mình chỉ muốn ốp lại cái tường thôi thì hoàn toàn có thể để nguyên đồ nội thất trong nhà mình chưa đủ chỗ để mấy anh thợ đứng ốp là được rồi và nếu không muốn ốp kính nhà mà chỉ cải tạo một vài bức tường thì Kim Hoa cũng nghĩ là chỉ vài tiếng là anh thợ đã thi công xong rồi cho nên rất là tiện lợi luôn công trình này thì anh chủ nhà không có thích xài lên chân tường cho nên là ốp sát cái tấm phía dưới các anh thợ sẽ dùng thêm keo silicon để đi viền nói chung là tùy anh chị thích kiểu nào thì mình làm như thế thôi thợ thầu sẽ có phương án xử lý phù hợp cho mình ha và đây là sau khi hoàn thiện toàn bộ quá trình ốp tấm cosmos cải tạo tường cũ đây nè anh chị thấy đầu tư của anh chủ nhà có xứng đáng hay không? Comment cho Kim Hoa được biết với nhà. Cảm ơn đã theo dõi video và tôi là Kim Hoa đến từ Cosmos Việt Nam. Cosmos vừa tốt lại vừa bền.